Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm là trạng thái thời tiết của nhiều tỉnh thành trên cả nước trong chiều và tối nay. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị! Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, dự báo sẽ có những điểm mưa lượng khá từ 20 đến 50 mm, thậm chí là trên 80 mm, nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét, kèm theo đó là sấm sét trong cơn dông. Khu vực có nguy cơ cao xảy ra dông sét là miền Trung vì trước khi có mưa trời khá nóng, tiền đề cho cơn dông phát triển mạnh mẽ. Để đảm bảo an toàn khi gặp dông sét, quý vị nên tránh xa cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, vùng đất trống, không đứng ngồi cạnh cột điện, đường dây, tải điện. Thank you.